Dự án cải tạo chỉnh trang mở rộng tuyến đường giếng đồn thuộc khu 1 phường Trần Hưng Đạo có tổng chiều dài tuyến chính 615m, tuyến nhánh 667m với tổng mức đầu tư trên 60 tỷ từ ngân sách thành phố. Trong đó giao thông mặt đường, vỉa hè, hệ thống tiêu thoát nước, cây xanh, hệ thống vạch sơn, biển báo giao thông đầu tư trên 29 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ tháng 8 năm 2018 với nhiều hạng mục như mở rộng lòng đường, vỉa hè, xây cống thoát nước dọc, ngang, hạ ngầm đường điện. Đến nay, nhà thầu đang khẩn trương thi công các hạng mục chính. Việc hoàn thành tuyến đường theo đúng tiến độ đã đề ra là niềm mong mỏi của người dân. Khi tuyến đường này được thi công thì nói chung là tất cả những người dân ở đây là rất là vui vẻ. Thế và chúng tôi chỉ mong là nhà thầu thi công làm sao mà được tuyến đường thật được nhanh, thi công đúng tiến độ để chúng tôi được hưởng những cái tuyến đường thật đẹp. Xác định đây là công trình nằm trong khu vực đông dân cư. Từ những ngày đầu thi công, các đồng chí lãnh đạo thành phố thường xuyên kiểm tra thực địa, yêu cầu ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố giám sát chặt chẽ các đơn vị nhà thầu thi công, luôn đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình, nhanh chóng thực hiện hạ ngầm hệ thống điện để đảm bảo mỹ quan, đặc biệt chú trọng thi công hệ thống thoát nước, đáp ứng đủ tiêu chuẩn, không để xảy ra ách tắc. Để thi công công trình theo đúng cam kết với chủ đầu tư cũng như đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của người dân, nhà thầu thi công đã huy động nhân lực, trang thiết bị máy móc cùng nhiều giải pháp khác để hoàn thành tuyến cống thoát nước cho người dân vào cuối tháng 11 này và thi công các hạng mục khác theo đúng kế hoạch đã đề ra. Hiện tại công trình này thi công từ tháng 8 và đã thi công một số hạng mục như rãnh thoát nước là tương đối cơ bản. Hệ thống thoát nước ở đây thì có hai loại, một loại 800 và coi như thi công xong, và loại 1000 thì bắt đầu triển khai. Do công trình này tiến độ rất cấp bách cho nên chúng tôi dồn toàn bộ lực lượng triển khai từ đầu tuyến đến cuối tuyến để bàn giao lại mặt bằng cho các đơn vị khác triển khai. Ngay sau khi tuyến đường hoàn thành sẽ góp phần giúp nhân dân phường Trần Hưng Đạo thuận tiện cho việc đi lại, kinh doanh buôn bán, đồng thời tạo diện mạo khang trang chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập thành phố Hạ Long 27 tháng 12 năm 1993, 27 tháng 12 năm 2018.